Ấn ấn chưa? Dạ rồi. Đây nha. Cái này bật rồi nha. Cái này bật rồi nha. Đấy, bây giờ thằng này nha, điện thoại này, trên điện thoại là sau khi cài phần mềm rồi này, bật cái wifi này lên này. Bật cả cái bluetooth này nha. Được rồi. Đầu tiên đây. Đầu tiên đấy, bật bật bluetooth này, bật wifi này. Này, bật lên này. Rồi là cả cái vị trí nhá, cái vị trí là cái này bật chưa? Lúc qua. Đây vị trí đây hình như bật rồi đây đúng không? Bật rồi. Ừ. Đấy. Thì đấy nó phải bật được từng cái đó lên. Đấy, đây này. Nhìn thấy chưa? Đây, cái quick transfer này này, nó hiển thị lên luôn rồi này, thấy chưa? Này, ấn vào này. Đấy. Đây nó ra cái thằng này luôn. Thì đây chính là cái con thiết bị này của mình, đúng chưa? Này, ấn này. Đấy, thì con này nó đang báo kết nối này. Bây giờ nó sẽ hướng dẫn mình như này. Ấn này và giữ vào cái nút nguồn trong khoảng 2 giây. Đấy, để là gì xác minh cái kết nối này đây nha. Đây. Đuôi con này nha, này, ấn này. Ấn giữ này. 2 giây. Ấn đây đây nha. À, ấn giữ 2 giây. Rồi, ấn giữ. Đây mọi người nhìn này, cái màn hình của thằng này nhá, nó chuyển sang chế độ transfer này. Thì thằng này bây giờ nó không có tác dụng điều khiển nữa. Thì thằng này sẽ có tác dụng là để xem. Giờ này vào view album này. Là nó sẽ cho mình xem toàn bộ cái dữ liệu ở trong cái video. Đấy thì ví dụ như bây giờ mình mà mình muốn lấy xuống nhá. Mình mà muốn lấy một tấm ấy. Đấy thì mình chọn một tấm. Còn nếu mà mình muốn lấy nhiều nhá, đây này, chọn vào cái bed này thì nó sẽ lấy, nếu mà nó có nhiều ngày ấy thì nó sẽ cho mình tích từng cái ngày một. Đấy còn nếu mà gì ạ, mình lấy một tấm ấy thì đây. Đấy, tích vào đây nha, mình chọn cái tấm nào mình cần thôi. Nhưng một số tấm là không cần gửi đi đúng không ạ? Còn nếu mà lấy tất này. Đây tất, ok. Đấy, sau đó mình kích tải xuống, nó có cái nút này chỗ này này, này ấn hơi nhanh. Đấy, tốc độ tải rất là nhanh, đấy tới 20 MB một giây này, đấy, nhanh lắm. Đấy, thế toàn bộ cái file này về này về rồi đúng không? Thì về rồi bây giờ ví dụ như mình thoát cái này ra nhá. Đây, thoát này. Thoát nha, thì bây giờ là gì ạ? Cái này nó lại trở lại cái chế độ để mình điều khiển bình thường. Thì đây, như trên ứng dụng này nó đã vẫn còn cái ảnh này, đúng không? Đấy thì cái ảnh này bây giờ mình mới có thể là muốn chia sẻ đi đâu hay làm gì này thì nó mới thì mình mới lấy được đúng không? Đây album này. Đây, đây ảnh bây giờ nó đã lưu vào đây rồi. Đúng không? Bây giờ hai thằng này không liên quan gì cả với nhau nữa. Bây giờ cả nhà mình có tắt cái này đi nhá. Tắt đi. Thì cái ảnh này nó vẫn còn vì nó không phải là cái ảnh ở trên máy con này nữa mà là ảnh ở đây rồi. Đúng không? Thì đây, bây giờ ví dụ như mình cái này mà mình có muốn chia sẻ đi đâu hoặc làm gì tiếp này. Đấy, ví dụ như chia sẻ sang Zalo hay là cái gì đấy đây này. Đấy không? Chắc là cái này internet, à cái này phải kết nối với mạng wifi đã đúng không? Không sao mắc wifi á? À? À, vì cái wifi vừa rồi nó kết nối với con này, dạ. Đây bây giờ nó kết nối lại với Hải Âu rồi này. Đấy đây, ví dụ như gửi lên trên nhóm này đúng không? Đấy là gửi Zalo phải không? Đấy, chia sẻ thành công, thấy chưa? Đấy là mình sẽ đỡ phải cắm cáp hay gì cả đúng không? Nó sẽ truyền trực tiếp từ bên này sang. Ok.